Saoirse Rester là chiếc rester đặc biệt như mình nói ở phần trên. Nó được tạo hình là bò cạp chứ không phải là bất kỳ loài côn trùng nào khác. Không bay được như những rester khác. Cách di chuyển cơ bản Saoirse Rester là đào đất và nó đào lên được rất nhiều vật thể để tìm đến vị trí của chủ nhân của mình. Với cầu nối standby được tạo hình với tông màu đen và ba đôi mắt xanh trên phần thân, cũng như tất cả chi tiết màu bạc và chiếc đuôi được điểm tô bằng một phần màu tím. Điều thú vị của Saoirse Rester có lẽ đến từ phần càng của nó đã được thay thế bằng hai chiếc lưỡi dao, vì vũ khí chính của Saoirse là thanh gươm chứ không phải là cặp càng kẹp. Cũng như việc cặp càng sẽ là đại diện cho Kaurogatek nên việc lược bỏ này cũng có thể hiểu được. Và để chuyển hóa thành Kamen Rider, chúng ta còn một vũ khí là thanh kiếm chưa hoàn thiện của Kaurus Saoirse với tông màu cũng tương tự nhưng màu tím sẽ nhiều hơn. Gắn Saoirse Zester lên thanh kiếm, nó sẽ giúp anh ta chuyển hóa thành Kamen Rider Saoirse. Người được chọn bởi Saoirse là Suri Kamishiro, một người hoàn hảo trong tất cả mọi việc, chính là người mà Saoirse Zester tìm kiếm. Để chuyển hóa hình dạng Rider Form, anh ấy sẽ kích hoạt phần ngồi độc của Saoirse Zester, đâm nó vào thanh kiếm Rider Form, tháo ra và làm lại lần nữa sẽ ra đòn tập sát Rider Slash, tiêm nọc độc vào thanh gươm và tạo thanh gươm đầy độc tố chém nát những tên worm cản đường.